Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Lương Thanh. Và ngày hôm nay thì bên em có về nhập rất là nhiều hàng. Và trong ngày hôm nay cũng có một đơn gửi cho bác khách ở Nguyễn Toán, ở Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Thì bác có lấy bên em đó là một dòng đẩy 4 kênh để chơi sự kiện. Thì sau khi tư vấn số loa và cái không gian mà bác ấy làm việc, thì bên em tư vấn cho bác lấy cái mẫu 12004 đến từ PS Audio. Và ở đây các bác có thể thấy là hàng loạt những cái con đẩy là bên em mới nhập về để phục vụ cho các bác. Ở đây là cái con LA12004 các bác nhá. Có rất là nhiều sản phẩm 12004. Và đây là cái series LA đến từ thương hiệu PS Audio. Và những đợt gần đây thì bên em bán cực kỳ là chạy cái dòng LA này. Thứ nhất là sau một thời gian bán thì khách hàng nhận ra, khách hàng khen là chất âm của nó rất là hay. Cái thứ hai là độ bền của nó rất là cao các bác nhá. Từ hồi em bán đến giờ là chưa có một khách nào phản hồi là nó bị lỗi, bị lắc gì cả. Và thứ ba đó là về cái thương hiệu PS Audio thì nó đã có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Và cái thương hiệu này thì cực kỳ là uy tín và hàng họ thì rất là đảm bảo. Thế nên là bên em nhập số lượng lớn từ vang cơ, vang số chỉnh cơ, rồi nâng tiếng, rồi cục đẩy, rồi loa phun, rất là nhiều các mặt hàng của thương hiệu PS Audio các bác nhá. Ở đây thì hôm nay là bên em đang sắp xếp lại kho này, cực kỳ là nhiều hàng luôn. Thế nên là phải sắp xếp lại cho nó gọn gàng. Các bác có thể thấy là những cái thùng hàng ngoài này này còn rất là nhiều hàng các bác nhá, cực kỳ là nhiều hàng luôn. Đấy, vô vàn hàng cho các bác lựa chọn, từ những cái đầu màn chọn bài, rồi nâng tiếng, cục đẩy, loa phun, loa kéo, loa súp có đầy đủ hết. Thì ngày hôm nay bên em sẽ bỏ cái con 12004 ra để thứ nhất là test về cái chất âm, thứ hai là test về hoạt động ổn định, rồi bên em sẽ dán tem bảo hành và gửi đi cho bác khách. Thì cái đơn này thì em sẽ cho đi Grab luôn trong ngày các bác nhá. Ở đây nữa thì để mà test cái con loa cái con đẩy LA12004 này thì bên em sẽ lấy ra cái đôi loa full bass 30 đến từ thương hiệu là Chu Sao, và mã của cái loa này là KS073 các bác ạ, KS073. Thì đôi loa này là gửi cho một bác thợ chuyên làm phòng hát ở trên Vĩnh Phúc các bác nhá. Cái đơn Vĩnh Phúc mà lần trước là em đã có một clip đi rồi đấy. Thì tiếp theo hôm nay là bác khách lấy thêm cả cái con KS073 này nữa, và cái mã cũ đó là HK12 các bác nhá. Đây là loa full bass 30 và cái giá nhà hãng đưa ra là 25 triệu các bác ạ. Giá niêm yết của nhà hãng là 25 triệu. Và để có cái giá tốt hơn và giá sát chuẩn hơn thì các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683, thì bên em sẽ có cái giá đẹp nhất dành cho các bác. Và để mà kiểm soát giá thì nhà hãng lúc nào người ta cũng đưa ra một cái giá niêm yết các bác nhá. Và cái giá thật thì các bác hãy liên hệ với bên em để được cái giá tốt nhất. Và em sẽ có một số thông tin về cái con KS073 này. Thứ nhất là cái đường kính của loa các bác nhá. Đường kính loa là 12 inch, tức là loa bass 30 đấy, và côn của nó là côn 3 inch. Và cái phần loa chép thì là cái miệng họng ra của nó là 1 inch và cái côn của loa chép đó là 1,7 inch. Và ở đây còn có cả cân nặng đóng gói là 20,3 kg. Cân nặng cả đóng gói là 22 cân rưỡi các bác nhá. Và cân nặng của riêng con loa thôi là 20,3 kg. Và ở đây thì nó sẽ có cả cái mã vạch, mã quét để chúng ta có thể là truy xuất được dữ liệu của cái sản phẩm này trên nhà hãng, trên trang chủ. Và cái hãng Chu Sao này được phân phối tại Việt Nam bởi thương hiệu Smartcar các bác nhá. Smartcar các bác nghe rất là quen rồi đúng không? Bởi vì bên em quảng cáo rất là nhiều các sản phẩm của thương hiệu Smartcar. Và đó là cái loại karaoke đầu liền màn hình và karaoke chuyên nghiệp dành cho phòng hát, dành cho sự kiện và dành cho gia đình. Thì hôm nay là bên em sẽ bỏ hai sản phẩm này ra test luôn. Để kiểm tra hoạt động của nó, kiểm tra chức năng, tính năng của nó, rồi sẽ đem đưa gửi đi cho khách hàng. Ở đây thì bên nhân viên bên em vừa tháo cái con đẩy này ra các bác nhá. Đây là hàng nguyên đai nguyên kiện và nó rất là nặng bởi vì nó sử dụng nguồn xuyến các bác ạ. Và cái xốp lót của nó thì cực kỳ là dày dặn luôn các bác. Ở trong cái vỏ hộp này, cái xốp lót các bác thì thấy là mặt trước, mặt sau, mặt trên, mặt dưới nó đều có những cái lớp xốp rất là dày để đảm bảo trong quá trình vận chuyển nó không bị va đập, không bị móp méo. Và ở trong cái sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm cho chúng ta đó là một cái quyển thông số kỹ thuật và kèm theo hướng dẫn sử dụng của cái dòng đẩy series thuộc LA là LA5004, LA8004, 9004 và 12004. Và em nói các bác nhá, là cái dòng LA này này là nó cái series LA nó rất là nhiều các mã từ công suất nhỏ đến công suất lớn, phù hợp với gần như là hầu hết tất cả các anh em và nhu cầu sử dụng khác nhau. Anh em làm phòng hát chuyên nghiệp, anh em làm sân khấu, anh em làm sự kiện, hoặc là anh em sử dụng gia đình thôi thì nó đều có những cái mức công suất phù hợp các bác nhá. Từ 2 kênh cho đến 3 kênh cho đến 4 kênh nó đều có. Và tiếp theo đó là về cái con đẩy này, em đã đặt nó lên bàn cân và các bác thể thấy cái cân nặng nguyên máy đó là 29 kg, hơn 29 kg một chút các bác nhá. Và đây là cái vẻ bề ngoài của cái con LA12004 này. Cái thiết kế thì nó cái dòng LA em quảng cáo rất là nhiều rồi, và thiết kế của nó thì
thì tương đối là giống nhau, nó chỉ khác ở cái số nút chết áp ở đây tùy theo mẫu kênh thôi. Hai kênh thì nó có hai nút chết áp, ba kênh có ba nút và bốn kênh thì có bốn nút, và lúc nào nó sẽ có cái màn hình ở đây các bác nhé, cái màn hình và có cái đèn tín hiệu ở đây. Cái đèn màn hình này thì nó sẽ hiển thị đó là nhiệt độ và cái cường độ tín hiệu của mỗi kênh và nhiệt độ ở máy. Và ở đây thì là cái dây nguồn của nó đấy các bác này. Em khen rất nhiều cái dây nguồn này rồi. Cái dây nguồn này thì nó làm thiết kế giống như cái jack New Trick ấy, giống như cái jack New Trick chúng ta vặn loa ấy. Thì anh em làm sự kiện thì rất là thích cái kiểu jack này. Nó rất là nhanh, rất là tiện và rất là gọn, và cực kỳ là chắc chắn. Chúng ta chỉ việc cắm vào đằng sau đít và chúng ta vặn một cái thôi là nó sẽ chắc chắn luôn, và nó không bị tuột được. Ở cái mặt đằng sau đây các bác nhá, các bác để ý này, ở đây cái phần nút nguồn và cái nguồn này của nó, nhìn em cắm, các bác nhìn em cắm này, nó như cái jack vặn loa đúng không? Chỉ ta chỉ cần đút vào này, đút đúng cái khe của nó và chúng ta vặn xoay là nó sẽ cực kỳ chắc chắn và không thể nào tuột được. Anh em nào mà sử dụng những cái nguồn kiểu cũ ấy, những cái dây nguồn kiểu cũ như thế này này. Đấy, cái dây nguồn kiểu cũ như thế này thì khi mà chúng ta cắm vào đằng sau những con đẩy mà thì nó cực kỳ là dễ tuột. Đấy, dùng lâu, thời gian sử dụng nhiều ấy thì cái đầu này nó sẽ bị choãi ra. Và nó rất dễ là tuột nếu mà ai đi qua trong quá trình mà chúng ta đang làm sự kiện chẳng hạn, hoặc là làm trong phòng hát mà anh em để không cẩn thận ấy, mà khách nó đi qua nó đá vào dây một cái thì toàn bộ hệ thống thì sẽ bị mất tín hiệu luôn, mất nhạc luôn. Thì khi mà anh em làm sự kiện thì cực kỳ kiêng kỵ cái vấn đề này nhá. Và người ta đã đẻ ra cái kiểu nguồn giống cái jack New Trick như thế này thì nó cực kỳ là chắc chắn, và kể cả mà ai có đi qua đi lại mà đá vào thì nó cũng không thể nào nó tuột được, rất là chắc chắn. Và nó cực kỳ tiện lợi cho anh em đi làm sự kiện, rút ra rút vào để cho nó gọn gàng nhá. Nhiều cái con đẩy nó nối liền cả dây luôn thì nó sẽ rất là vướng víu, còn ở đây là chúng ta chỉ cần rút ra đấy thì nó rất là tiện, mà chúng ta cắm vào vặn một cái là chắc chắn không thể là tuột được. Và ở cái mặt đằng sau này thì nó sẽ có những cái nút, có một số nút gạt, một số cái đường cổng vào cổng ra, thì em sẽ nói cho các bác. Thứ nhất là hai cái quạt này các bác nhé, hai cái quạt này là quạt làm mát thì nó sẽ hút không khí tươi ở cái mặt thoáng, ô thoáng ở đằng trước con đẩy kia, và nó làm mát các linh kiện ở bên trong. Cái gió tươi cấp vào sẽ làm mát các linh kiện ở bên trong, đảm bảo trong quá trình sử dụng nó không bị quá nhiệt. Và tiếp theo đó là các cái đường cổng tín hiệu vào. Đường cổng tín hiệu vào của nó thì sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3 và 4 đường cổng tín hiệu vào, tương đương với cả 4 kênh các bác nhé. Đẩy 4 kênh sẽ có 4 đường cổng tín hiệu vào. Thứ nhất là CH1, này, CH2, CH3, CH4 input. Chúng ta sẽ sử dụng jack Canon để chúng ta cung cấp tín hiệu cho nó. Và ở cạnh mỗi cái kênh, cạnh kênh 3 và cạnh kênh 2, cạnh kênh 3 và cạnh kênh 1 thì nó sẽ có thêm cái đường CH-Link các bác nhé. Tức là chúng ta có thể lấy âm thanh từ kênh 1 cho sang các kênh khác, hoặc là từ kênh 3 cho sang các kênh khác, hoặc là chúng ta có thể link con đẩy này với cả con đẩy khác trong trường hợp là chúng ta sử dụng nhiều loa, một con đẩy không đáp ứng được công suất mà chúng ta phải dùng 3, 4, 5, 6 cục đẩy, thì chúng ta sẽ dùng cái đường link âm thanh này để lấy âm thanh từ kênh này của con đẩy này sang kênh khác của con đẩy khác, để tất cả các âm thanh của con đẩy này nó đồng bộ với nhau và đưa ra loa cùng một nguồn nhạc. Và nó sẽ không bị, nếu mà anh em nào mà không biết mà sử dụng nhiều con đẩy, xong một mức con đẩy anh em lại sử dụng một cái con vang khác hoặc là một cái thiết bị khác để cấp nhạc, thì âm thanh nó sẽ không đồng bộ vào với nhau và nó sẽ xảy ra rất là nhiều các vấn đề trục trặc. Đấy, thì ở đây là nó có đường link đây thì nó rất là tiện, chúng ta lấy luôn link ở trên con đẩy này link sang con khác, thế là hai con đẩy nó sẽ đồng bộ với nhau luôn, nó thành cùng một hệ thống âm thanh luôn. Và cái đường ra của nó thì sẽ có hai kiểu để chúng ta sử dụng. Anh em đi làm sự kiện thì hay dùng cái đường jack New Trick này, đường jack vặn cài này để kết nối với cả loa, có bốn đường ra bằng New Trick. Và anh em nào sử dụng gia đình hoặc là làm phòng hát mà để cố định một chỗ không di chuyển nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng cái đường jack vặn cài ở đây, là cái đường jack đen và jack đỏ đây các bác nhé. Và ở mỗi cái cổng đường vào này nó sẽ có một cái jack gạt các bác nhé. Cái công tắc gạt này để chúng ta thay đổi cường độ, độ nhạy tín hiệu đường vào, và nó sẽ có thay đổi chế độ đánh nữa. Ở đây các bác có thể thấy là ở phần mode này này, nó ghi chữ mode này này, nó sẽ có 3 chế độ đánh. Thứ nhất là bara là đánh tương tự, có nghĩa là một đường âm thanh và đưa ra nhiều kênh và nó đánh giống hệt nhau, y nguyên nhau luôn. Chúng ta chỉ cần một đường tín hiệu thôi và chúng ta sẽ đưa ra tất cả các kênh loa. Thứ hai là đường sitter ở giữa. Đường sitter là âm thanh nó sẽ tăng giảm âm lượng ở mỗi kênh loa khác nhau, nó tạo thành cái hiệu ứng âm thanh vòm, là nó sẽ đi âm thanh nó, các bác sẽ cảm tưởng nó đi từ loa trái sang loa phải, từ tai trái sang tai phải của chúng ta. Đấy, đó chỉ dựa vào hiệu ứng đó là nó tăng giảm âm lượng khác nhau ở mỗi kênh loa thôi, thì âm thanh nó sẽ nghe hay hơn. Thì bác nào muốn sử dụng đường sitter thì chúng ta sẽ để gạt ở giữa. Và tiếp theo là chuyển sang cái chế độ đánh gộp các bác nhé. Ở trên cùng là BRG là bridge, là đánh gộp. Thì sau khi mà các bác gộp hai kênh vào với nhau ấy thì công suất của nó sẽ nhân đôi lên. Ví dụ ở đây là nút gạt giữa kênh 1 và kênh 2, các bác mà gạt lên cái nút bridge thì tức là các bác sẽ gộp kênh 1 vào với kênh 2. Hai cái vế kênh này sẽ gộp thành một kênh duy nhất các bác nhá, với công suất của nó là bằng kênh 1 cộng kênh 2. Và khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái cổng đường ra là cái jack, hai cái jack đỏ phía bên trên, nó ký hiệu là BRG đấy các bác nhá.
bên phải là dương, bên trái là âm. Đấy, nó sẽ từ hai kênh nó thành một kênh. Và các bác có thể biến con đẩy này từ con đẩy 4 kênh thành con đẩy 3 kênh, hoặc từ con đẩy 4 kênh thành con đẩy 2 kênh. Đấy, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta các bác nhé. Chúng ta có thể gộp kênh 1, kênh 2 là 1 này. Chúng ta có thể gộp kênh 3, kênh 4 là 1 này. Đấy, trong trường hợp là mà các bác sử dụng những cái con trầm công suất lớn, công chuẩn trầm súp, trầm kép với cái công suất rất lớn ấy, thì các bác gộp hai kênh vào thì các bác có thể thoải mái chơi được. Đấy thì là toàn bộ về cái mặt đằng sau. Đấy thì bây giờ em sẽ hướng lên cái mặt đằng trước. À còn một cái điểm nữa các bác nhá. Là cái con này nó sử dụng cái nguồn điện áp là 200 cho đến 240V. Thì nó sẽ rộng hơn, cái giải điện áp của nó sẽ rộng hơn một số những cái con đẩy đời cũ khác là nó chỉ chơi được 220V thôi. Thì con này nó sẽ sử dụng cái giải điện là áp lớn hơn là 200 đến 240V. Đấy thì trong quá trình chúng ta sử dụng ở nhiều nơi mà điện áp có tăng giảm đột ngột ý, thì con này nó vẫn có thể nó hoạt động trơn tru bình thường trong cái giải điện áp cho phép. Ở tiếp theo là cái mặt trên thì bây giờ em sẽ cắm điện trước các bác nhé. Em sẽ cắm điện trước này. Ok. Hiện tại thì em đã cấp điện cho cái con đẩy. Và các bác có thể thấy ở trên mặt trước em sẽ bật cái nút công tắc này lên này. Khi mà chúng ta vừa bật lên thì chúng ta sẽ thấy nó hiển thị, thứ nhất đó là cái nhiệt độ ở bên trong máy. Thứ hai là thời gian hoạt động. Đây nó đang đếm số các bác nhá, là nó sẽ cho các bác biết là nó hoạt động bao lâu thì cái nhiệt độ trong đấy nó là bao nhiêu. Đấy, và khi mà chúng ta vặn từng kênh này một thì cái tín hiệu đây nó sẽ thay đổi này, cái cường độ tín hiệu nó sẽ thông báo chúng ta là nó sẽ thay đổi các bác nhá. Là bao nhiêu decibel đấy. Và khi nhạc vào thì cái phần đèn nháy nó sẽ nhảy. Đấy, ok. Và cái phần mặt trước thì nó sẽ in logo LA1204 này. Và đây là cái phần thoáng gió thông hơi của nó các bác nhé. Ở đây là phần e-căng sắt. Và sau phần e-căng sắt đó là cái phần là phần vải xốp để nó chắn bụi, chắn bẩn, chắn côn trùng chui vào. Đấy, cái con đẩy này thì cực kỳ là bền bỉ, bởi vì nó sử dụng nguồn xuyến các bác nhé. Sử dụng nguồn xuyến, thế nên cái cân nặng của nó cũng khá cao là 29 cân đấy. Và tiếp theo đó là về cái con loa model là HK12, đến từ thương hiệu là Chu Sao ạ. Qua cái dáng vẻ bên ngoài của nó thì các bác có thể thấy là con này nhìn nó thiết kế nhìn trông rất là đẹp và sang trọng các bác nhá. Với cái lớp sơn sần ở đây. Và cái lớp gỗ nó đã được qua xử lý rồi, thế nên là nó sẽ chống ẩm mốc và chống mối mọt. Và nó có rất là nhiều các cái con vít lục giác ở đây. Ở các thành cạnh đây nó sẽ có cái gông, thế nên là nó sẽ ghép hai cái miếng này nhau cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Nó sẽ có một cái gông ở giữa những cái góc cạnh này và nó vi vào với nhau bằng những cái con vít này, và bên trong nó sẽ có ren sắt cực kỳ là chắc chắn. Và cái con này thì các bác có thể treo theo nhiều tư thế khác nhau. Thứ nhất là chúng ta có thể treo đứng ở trên giá, và ở đây các bác nhìn ở trên giá ở bên em nó sẽ có những cái giá treo như thế này này. Đấy, để chúng ta treo thẳng con loa xuống thì chúng ta sẽ treo ở cái hai cái vít này, hoặc là chúng ta có thể treo nó nằm ngang. Treo nằm ngang thì ở hai bên sườn của nó cũng sẽ có hai cái con vít để chúng ta treo, và nó sẽ có cái tay nắm để chúng ta tiện trong quá trình vận chuyển. Hoặc là các bác có thể đặt nó nằm theo tư thế loa monitor, đặt nằm xuống để phục vụ trợ lời cho ca sĩ ở trên sân khấu. Đấy, rất là nhiều kiểu tư thế mà chúng ta có thể sử dụng. Và ở dưới đít của nó thì nó sẽ có thêm cả cái phần đế loa các bác nhá. Đế chôn loa đây là chúng ta sẽ cắm cái chân loa vào đây để loa nó đứng trên giá này. Và ở đây thì em sẽ chuẩn bị em cho nó lên cái chân loa đây các bác nhá. Đây là phần chân loa này. Đấy, nó chúng ta sẽ để vào cái lỗ ở dưới đít loa nhá. Cái lớp e-căng của nó thì cũng sẽ có hai lớp như những cái dòng loa cao cấp khác. Thứ nhất là phần e-căng sắt để tránh tác động vật lý, tránh trẻ con nô đùa hoặc là người nào mà nghịch và đập vào này, đập vào cái phần miệng loa này, nó sẽ bảo vệ để tránh đập vào cái bát loa ở bên trong. Và sau cái lớp e-căng bằng sắt đấy thì nó sẽ có một cái căng bằng xốp rất là dày ở đây, thì nó để nó cản bụi và cản côn trùng chui vào bên trong để phá hủy loa. Còn về cái phần mặt đằng sau, phần mặt đằng sau của con loa thì nó sẽ có một ít thông số. Thứ nhất là về cái công suất là 350W, đánh ở giải tần là 8 ohm, đánh ở cái phần trở kháng là 8 ohm. Và cái độ nhạy của nó là 97 dB, và cái giải tần nó chơi là 50Hz cho đến 20.000Hz. Và ở đây nó sẽ có cả cái số máy này các bác này, để chúng ta có thể truy xuất được cái series của sản phẩm ở trên trang chủ. Và cái cổng đường vào của nó thì nó sẽ có hai cổng đường vào, đó là cái phần input và cổng through. Cái cổng input này thì để chúng ta cắm tín hiệu vào cái cổng through này để chúng ta lấy âm thanh từ con loa này để nối sang con loa khác. Và hai cái chân này của nó thì chụp cùng một chân luôn các bác nhé, hai cái cổng này cùng một chân luôn, là chúng ta có thể cho cổng đường vào bằng kênh bên phải hoặc kênh bên trái đều được hết. Và bây giờ thì em sẽ để cái con loa này lên, thứ nhất là test chất âm của nó, và thứ hai đó là để test cái con đẩy. Tất cả mọi thứ ok, hoạt động ổn định thì bên em sẽ dán tem và gửi đi cho khách hàng. Và nhân viên bên em đã lắp ghép xong rồi các bác nhá. Và các bác có thể thấy là cái đôi loa full 30 này của Chu Sao HK12 bên em đã để lên trên giá rồi đây.
ở dưới nó có cái phần đế loa ở đây nhá các bác nhá, nó phần để chơi đế chân ở đây để chúng ta có thể là cắm cái cột loa vào. Và ở đây nó có kể cả chúng ta có thể để ở trên giá kệ cũng được các bác nhá, nó sẽ có cái chân cao su đây để tránh làm xước gỗ này. Và chân cao su này cực kỳ chắc chắn các bác nhá, nhìn tất cả những cái ở đây nó đều hoàn thiện một cách rất là chi tiết và tỉ mỉ. Loa chất luôn các bác ạ. Và cái âm thanh của nó thì em hứa với các bác là nghe cực kỳ là đã luôn. Và tí nữa là em sẽ cho nhạc lên ngay để các bác cùng trải nghiệm. Ở đây thì bên em kết nối cái con đẩy LA12004 này với cả cái con vang KM330, vang số chỉnh cơ đến từ thương hiệu DBE Acoustic. Và bên em bán cực kỳ là chạy cái dòng này luôn. Ở đây thì cái cổng kết nối em sẽ cho các bác xem nhá. Thứ nhất là cổng trái vải LR, đường ra R nghĩa là cổng bên phải và cổng bên trái đấy, thì em sẽ đưa xuống và em kết nối với cả kênh 1 và kênh 2 của con đẩy. Kênh 1 của kênh 2 thì sẽ lối dây loa đưa ra đôi loa full bass 30 để trên giá của chú sao đây. Và tiếp theo là kênh thứ 3 của con vang. Kênh thứ 3 của con vang thì sẽ đưa tín hiệu xuống kênh 3 và 4. Đưa xuống kênh 3 và link từ 3 sang 4 các bác nhá, tức là kênh 3 kênh 4 của con đẩy này đang đều đánh cái đường dây bass ra của cái con vang. Thì hai cái đường ra loa thì sẽ là đôi loa trầm các bác nhá, đôi loa trầm súp hơi bass 50 để một ở đây một góc này, ở góc ở đây một con các bác nhá, và góc bên kia là một con các bác nhá. Đấy, ok. Thì bây giờ là cái hệ thống âm thanh đã kết nối xong rồi, thì em đã cắm cái USB vào trên con vang và em lấy nhạc từ USB các bác nhá. Ở đây thì em sẽ test từng kênh một để xem tín hiệu nó ra từng kênh chưa. Và các bác lưu ý khi mà các bác test đẩy ấy, thì tất cả các nút setup trên con đẩy các bác lên vặn về không trước khi mà các bác cho nhạc vào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định là trên con vang nó có nhạc vào đã. Ở đây nhạc nhảy tức là có nhạc rồi các bác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vặn từng kênh lên một để xem âm thanh nó đã ra loa chưa này. Ok, kênh 1 có rồi các bác nhé. Kênh 2 này. Ok này, kênh 3 là chơi trầm, kênh 4 là chơi trầm. Thế nên là em thu bằng điện thoại thì cái âm của loa trầm các bác không nghe được đâu. Ở đây các bác xem cái đường tín hiệu nó nhảy, tức là có đường tiếng rồi các bác nhé. Ok rồi này. Ok, nhảy rồi các bác nhé. Tất cả 4 kênh này đều đã có đường tín hiệu. Các bác lưu ý nhá, nếu mà các bác không vặn hết về không ấy, trong trường hợp các bác mới mở máy ra mà cái nút setup này nó đang ở mức to nhất mà các bác cho nhạc ở trên con vang vào nó to hết mức luôn ấy, cũng to hết mức luôn ấy, thì lúc đấy thì nó sẽ gây hỏng thiết bị đấy các bác. Và các bác để lưu ý an toàn nhất là tất cả các nút setup trước khi chúng ta thử chúng ta phải để hết về không, bất kể thiết bị gì cũng vậy thôi. Ok, và bây giờ thì em sẽ cho nhạc lên để các bác cùng thưởng thức cái âm thanh từ cái con LA12004 này và từ cái đôi loa chu sao của Smartka các bác nhá. Đôi loa HK12 chu sao phân phối bởi Smartka ở thị trường Việt Nam. Ok, và bây giờ thì em sẽ cho nhạc lên. Các bác nghe cái đôi loa này có đã không các bác? Nghe quá là đã luôn đúng không ạ? Và em thử hỏi anh Grab xem cảm nhận thế nào nhá. Anh xem cái loa này nghe ok không? Hơi căng tai đấy. Hơi căng tai à? Quá là căng luôn các bác ạ. Và thực sự là đây là cái dòng loa cao cấp của chú sao các bác nhá. Và nghe cái âm thanh của nó nghe một phát là các bác biết ngay là hàng cao cấp. Và cái giá của nó thì đi đôi với giá tiền đúng không các bác nhá. Hàng cao cấp thì đi đôi với cả giá cao luôn.
và liên hệ với bên em thì sẽ có cái mức giá hợp lý nhất cho các bác. Và em nhấn mạnh lại một bác lần nữa là đây là cái dòng loa cao cấp của thương hiệu Chu Sao và mã của nó là HK12. Và tí nữa thì em sẽ mở máy ra để cho các bác xem cái phần bát loa và tép loa ở bên trong các bác nhá. Cực kỳ là đã luôn, cái tiếng chép của nó rất là sáng tiếng, mà cái loa bát của nó đánh căng rung cả ngực luôn. Và cái con đẩy này thì làm rất tốt cái nhiệm vụ của nó các bác ạ. Những âm thanh mà khi đi qua con đẩy, đẩy công suất lớn ra nhưng nó không hề bị móp méo và âm thanh cực kỳ tròn tiếng, rõ tiếng. Và bây giờ em sẽ tiếp thêm cả cái tiếng mic nữa để xem là cái tiếng mic nó có bị móp méo tiếng hay không. Thì em chắc chắn với các bác luôn là nó sẽ không bị móp méo tiếng đâu. Cái con này nó xử lý cực kỳ là tốt luôn các bác ạ. Và em đã làm rất là nhiều clip test về cái dòng đẩy và dòng vang, dòng loa này rồi. Ở đây em sẽ dùng một cái dòng mic cơ bản để test cái chất âm các bác nhá. Và đây là cái con mic DM3.0 này, 700.000 một tay. Con này em dùng khoảng 4-5 năm rồi. Hiện tại 4-5 năm qua mà nó nhìn nó vẫn sáng bóng như mới các bác nhá. Và nó cực kỳ là bền bỉ luôn các bác, rất là bền. Nó không thể nào nó hỏng được. Em chỉ muốn nó hỏng để thay cái con mic xịn hơn để test cho các bác thôi, nhưng mà nó không hỏng. Và cái chất âm của nó thì rất là hay các bác nhá. Bây giờ em sẽ alo các bác nghe này. Em sẽ giảm hết cái effect về hướng 0 giờ đi để nghe cái tiếng mic mộc thôi nhá. Alo 67, alo 567, alo 1 2 3 4 5 6 7, alo 67, alo 567, alo. Tiếng mic cực kỳ là rõ ràng các bác nhá, rõ ràng không móp méo gì và tiếng mic rất là trong. Alo 67, alo 1 2 3 4 5 6 7, nghe như từ mồm mình ra luôn các bác ạ, không có hề một chút tạp âm nào luôn nhá. Và bây giờ em sẽ vặn thêm cả vang nhại lên khoảng 12 giờ hơn này. Alo 67, alo 567, alo 1 2 6 6 7, alo alo 567, alo 567. Ok luôn các bác nhá, rất là ok. Thôi thì khen thế là đủ rồi các bác ạ. Và tất cả mọi thứ trên con đẩy này đều đã hoạt động ok ổn định. Thì bây giờ em sẽ đóng con đẩy đi trước để cho kịp đơn các bác nhá. Và bác Grab thì đang ở đây chờ để cho con đẩy đi rồi. Đơn hàng này thì giao ở Gia Thụy, Long Biên. Và bây giờ em sẽ đóng trước con đẩy. Và bây giờ em sẽ bỏ cái loa này ra để cho các bác cùng xem cái linh kiện ở bên trong cái loa cao cấp Chu Sao này các bác nhá, phân phối bởi Smartcar ở thị trường Việt Nam. Ok, và đơn hàng đóng gói xong rồi các bác nhá. Và đơn này thì sẽ đi trước. Ok, đây là đơn LA12004 gửi cho bác khách ở Long Biên, Hà Nội. Ok, anh đi giúp em nhá. Ok. Và thưa các bác, bây giờ em sẽ tháo cái màng e-căng này ra để cho các bác xem các linh kiện ở phía bên trong cái loa Chu Sao này nhá các bác nhá. Cái phần bắt loa ở bên trong, các bác thể thấy là người ta thiết kế làm rất là chu đáo và tỉ mỉ. Các những cái phần cố định cái bắt loa và chép loa vào với thùng loa được cố định bằng rất là nhiều các con vít lục giác. Loa phun bên trong nó sẽ có một loa bát này và một cái miệng loa chép này. Và bây giờ em sẽ tháo cả loa chép của loa bát cho ra để các bác xem những cái phần cấu tạo ở bên trong của nó. Và phía Chu Sao đã thiết kế cực kỳ cẩn thận. Các bác có thể thấy ở đây là hàng loạt những cái con vít lục giác ren sắt. Đấy, rất là dài, nó sẽ cố định cực kỳ chắc chắn bắt loa vào với cả thùng loa. Trong quá trình chúng ta hoạt động, chúng ta sử dụng hoặc là chúng ta mang phát đi lại thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Nó sẽ không có một bất kể một tạp âm nào nó bị rung lắc hay là nó bị lung lay cả. Đấy, và ở đây nó sẽ có hai cái miếng gỗ táp ở đây để nó giữ cái phần cố định ở cái phần sau của e-căng. Đấy, để cho phần e-căng nó thêm được thêm phần gia cố chắc chắn hơn. Đây là cái phần chép loa mà bên em vừa tháo ra các bạn. Và em vừa tháo cả cái lắp của nó ra để chúng ta có thể xem được cả côn loa ở phía bên trong các bác nhá. Và đây là cái phòng côn loa đây này. Và tí em sẽ đo luôn cho các bác xem. Ở đây thì cái phần chép loa nó được làm bằng nhựa đúc. Và ở cái phần họng loa, họng cái chép kè này thì nó thiết kế cực kỳ là chắc chắn. Nó sẽ có cái 4 cái sống ở đây, 4 sống đây để cố gia cố thêm cho cái độ chắc chắn của cái họng loa. Và trong quá trình vận chuyển thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là nó không hề bị gãy đâu. Nó rất khó để bị gãy các bác nhá. Và ở đây em sẽ có một cái thước đo điện tử ở đây để chúng ta đo chính xác xem cái đường kính của côn, rồi đường kính của cái từ trường của loa chép. Đây, đường kính của từ trường là 100. Và em sẽ đo tiếp theo đó là đến phần độ dày. Độ dày là 20mm, tức là 2cm này. Và tiếp theo là sẽ đo đến cái phần côn loa, đường kính của côn loa ở phía bên trong. Đường kính 45 các bác nhá. Đường kính 45mm, đường kính của côn loa ở bên trong. Đấy, và cái phần côn loa này thì nó có thể thấy, các bác có thể thấy là ở đây nó sẽ có tem của bên Chu Sao nhé. Và nó có cả mã vạch để chúng ta có thể là truy xuất được thiết bị ở trên trang chủ của nhà hãng. Và con này là có trở kháng là 8 ohm. Đó. Và em sẽ lắp lại cái phần côn loa. Các bác có thể thấy ở cái thùng ở phía bên trong này. Cái thùng ở phía bên trong nó có các cái gông nó làm cực kỳ là chắc chắn luôn. Và ở giữa những cái... các bác có thể thấy ở đây không? Đó, giữa những cái mặt loa thì nó sẽ có một cái gông ở đây. Đấy, và nó sẽ có vít và cực kỳ chắc chắn.
rất là chắc chắn. Tất cả cái thiết kế của nó thì chỗ nào nó cũng làm hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Và hai cái phía bên này đó là hai cái phần thông hơi của loa này các bác này, hai phần thông hơi của loa này, và đây là cái sống loa ở giữa, và ở phía bên trong kia thì nó sẽ có cái mút tiêu âm, cái xốp tiêu âm. Đấy, rồi xốp tiêu âm ở phía phần loa bát, và bây giờ em sẽ nhấc cả loa bát lên cho các bác xem nhé. Đây là cái phần loa bát của nó các bác nhé. Và các bác đã thấy ở trên loa bát nó cũng sẽ có cái thương hiệu của chú sao, tem của chú sao, và có mã vạch xuất chúng ta thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của nó ở trên cái trang chủ của nhà hãng. Và ở cái đây là cái phần sống của loa bát này các bác này, rất là nhiều sống các bác nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái sống loa, và nó cực kỳ chắc chắn luôn. Và ở phía đây là chúng ta có thể đây là cái dâu tôm các bác nhé. Thế dâu tôm này, ở bên trong nó là rất là nhiều các sợi dây đồng nhỏ tí, và ở ngoài là nó bọc bằng cái dây cao su để nó bám vào cái phần bát loa ở đây. Khi mà loa hoạt động thì nó sẽ đung đưa theo bát loa, và cái này nó cực kỳ là bền bỉ luôn. Và đây là hai cái phần cực âm dương của nó này, và bây giờ chúng ta sẽ tháo hai cái cực này ra các bác nhé. Đấy, đây là cái phần từ trường của loa, và bây giờ em sẽ đo cái phần từ trường của loa. Đường kính của từ trường em đo được ở đây đó là 17 cm các bác nhé. Và em sẽ đo tiếp sang cái phần độ dày của nó này. Ở đây độ dày của nó rơi vào là 2 phân. Ở đây đế từ là bằng kim loại chống rỉ các bác nhé. Và ở phần phần đây nó sẽ có cái phần lưới bảo vệ để nó tránh côn trùng nó chui vào trong và phá hại các linh kiện ở bên trong bát loa. Các bác có thể thấy ở đây nhá, khi mà chúng ta quay các góc camera đi thì nó sẽ ánh ánh 7 màu, và đây là cái thép 7 màu chống rỉ đấy. Rất là chắc chắn và cực kỳ là đẹp luôn. Và bên trong nó là các lớp xốp tiêu âm rất là dày các bác nhé, để đảm bảo âm thanh mút, nó đưa ra các cái mút tiêu âm rất là dày, đảm bảo âm thanh nó đưa ra là nó sẽ là âm thanh trung thực, và nó sẽ không bị nếu mà những cái con loa mà nó không có mút tiêu âm bên trong ấy, những cái loa gióng ấy mà không có mút tiêu âm bên trong thì âm thanh ở bên trong khi mà nó phản lại, nó không có tiêu âm đi và nó đập đi đập lại ở các thành loa, nó phản lại đưa ra âm thanh nó không trung thực và nó sai so với âm thanh gốc. Các bác có thể thấy ở đây đó chính là cái phần cọc loa từ dưới đít loa lên này, nó làm bằng kim loại đúc các bác nhé, rất là chắc chắn luôn. Đây là cái phần để chúng ta có thể đưa loa để lên trên cọc. Đấy, FK con này nó có rất là nhiều các tư thế treo loa các bác nhé. Em đã nói như ngay ở đầu clip rồi, nó có thể để nằm, để đứng, treo ngang, treo dọc, đấy, treo ở trên đầu, treo ở bên giá, ở hai bên hông. Đấy, rất là nhiều các tư thế để cho chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta có thể để nằm để nó làm loa monitor, để hướng vào ca sĩ, để trợ lời cho ca sĩ, để ca sĩ có thể là kiểm soát được cái giọng hát của mình. Đấy, và các bác có thể thấy ở phía bên trong, em sẽ quay lại một lần nữa ở phía bên trong các bác nhé. Đấy, tất cả những cái miếng gỗ của nó được gia công rất là kỹ càng luôn. Và cái phần côn loa em đo được ở phía miệng bên trong này nó là 67 các bác nhé. Côn loa 67, cái côn rất là lớn, thế nên là cái bát của nó cực kỳ là uy lực luôn. Và các bác cũng đã được trải nghiệm rồi đấy. Cái tiếng bát của nó đánh cực kỳ chắc, mà không khác gì những con loa trầm cả. Và đây là em sẽ quay cho các bác xem cái phần phân tần của con loa này các bác nhé. Các bác theo dõi giúp em ở đây là nó sẽ có các con chở bọc nhôm này, chở sứ bọc nhôm, thì cái phần tản nhiệt của nó sẽ được là tốt hơn và nó hoạt động nó sẽ ổn định hơn. Nó có 1, 2, 3, tất cả là 4 con chở sứ bọc nhôm các bác nhé. Và ở đây là hai cái cuộn cảm, con cuộn cảm to này là để cuộn cảm cho loa bát này, còn cái cuộn cảm nhỏ này là cuộn cảm của con loa chép. Và ở đây nó sẽ có các con tụ, và tất cả tụ ở đây nó đều là những cái con tụ xịn các bác nhé, đều là tụ nhập khẩu xịn luôn. Nó sẽ có một con tụ to này là tụ của loa bát, và hai con tụ nhỏ đây là tụ dành cho loa chép. Đây, và cái phần dây của nó làm thì cực kỳ là dày dặn các bác nhé, rất là dày dặn luôn, cái dây nó rất là chắc và dày. Đó, đây là dây của loa, đây là dây của loa chép, và đây là dây của loa bát đây các bác nhé. Và tất cả về con loa này bên em đã cho các bác xem rồi, và bây giờ bên em sẽ đóng hàng lại và dán bật tem bảo hành và gửi đi cho khách hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.